Nếu anh chị quan tâm đến cái khóa học phong thủy nhà đầu tư để dự đoán cái vận hạn, dự đoán cái xu hướng đầu tư trong cái vận chín từ năm 2024 đến năm 2044 và lựa chọn cho mình cái ekip làm việc một cách đơn giản, nhanh, ngắn, gọn, hiệu quả, không rườm rà, đạt được hiệu quả tối ưu trong thời điểm tới để mà chúng ta lên kế hoạch để xây dựng cho cái kế hoạch cho tương lai, thì hãy tham gia vào lớp phong thủy nhà đầu tư. Nếu muốn biết vận hạn của mình, sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, mối quan hệ trong xã hội của anh chị như thế nào trong cái năm 2022, tóm lại là đi xem từng tuổi xem là vận hạn như nào, thì anh chị sẽ sử dụng quyển hồ sơ tứ trụ vận hạn 12 tháng. Lưu ý quyển hồ sơ này là chúng ta xem vận hạn cho từng người và từng tuổi khác nhau trong năm, nó không khác, nó giống hệt như là chúng ta đi xem bói á. Tóm lại là xem cho từng người, nhưng mà trước đây là anh chị phải ngồi xếp hàng để chờ gặp trực tiếp tôi trên công ty, và sau đó là tôi sẽ ngồi trực tiếp anh chị và tôi nói là anh chị tháng này vẫn lưu ý chuyện này nhá, tháng kia lưu ý chuyện này nhá, để xem số cho anh chị. Thì thay vì bây giờ phải đến ngồi chờ đợi tôi rồi phải đi xa xôi, thì bây giờ là tôi viết thành quyển hồ sơ, in nó trình bày nó dễ xem dễ đọc rồi tôi gửi đến anh chị luôn, thế là đỡ phải đến, đúng không ạ?